Với hơn 4 triệu, chúng ta có nên quất em Sony Xperia XZ5 này không? Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ cùng các bạn đánh giá và cũng như là đưa ra cho các bạn những cái lý do tại sao chúng ta nên mua chiếc Xperia 5 này, cũng như là những cái lý do chúng ta không nên mua chiếc Xperia 5 này nhá. Và trước khi bắt đầu video thì nếu như bạn nào mà quan tâm và muốn mua con Xperia 5 này với mức giá tốt nhất chỉ khoảng tầm là hơn 4 củ khoai thôi thì có thể tham khảo ngay tại H20 Store thông qua đường link ở phần mô tả video nhé. Đợt trước thì mình mua lại con này nhưng mà đợt này thì em này đã có một cái mức giá tốt hơn rồi, chỉ loanh quanh khoảng tầm hơn 4 củ cho một cái sản phẩm hàng qua sử dụng, hình thức khoảng tầm là hơn 97%, thì mình thấy rằng là nó hợp lý. Rồi bây giờ thì mình sẽ đến với những cái lý do mà chúng ta nên mua cái sản phẩm này. Trước tiên ấy, thì với em Sony Xperia 5 này, nó có một trong những thứ mà những chiếc điện thoại khác trong tầm này nó không có được, và với những con điện thoại hàng qua sử dụng trong tầm này nó không có được, đó là cái thiết kế của con Xperia 5 nó rất là đẹp đối với cá nhân mình nhé. Không biết là các bạn sẽ thích những thiết kế màn hình giọt nước, màn hình tay thỏ hay là thiết kế như thế nào, nhưng mà đối với cá nhân mình, nếu như mà bây giờ mua con LG V50 ThinQ thì cũng được, nhưng mà màn hình của nó lại tay thỏ, hoặc là với những sản phẩm khác thì thiết kế của nó cũng không có gì gọi là mới mẻ lắm. Riêng cá nhân mình, khi mà mình đã trải nghiệm quá nhiều điện thoại rồi thì mình thấy rằng là nó hơi chán đó. Nên là khi mà mình comeback và mình mua con Xperia 5 này thì mình thấy rằng ui, con này dùng được vãi chưởng anh em ạ. Thiết kế của nó độc này, màn hình của nó dài, và đặc biệt là con này cho một cảm giác cầm nắm sử dụng rất tốt. Hoàn thiện của con Xperia 5 trong tầm giá thì cũng không thể nào mà chê được. Em này thì sẽ có hai mặt kính ở trước và sau, khung viền của nó là khung viền kim loại, và thực sự nhé, mình thấy rằng là em này có một cảm giác build trải nghiệm thực sự rất tốt. Về cái phần màn hình ấy thì cũng là một trong những cái điểm mà mình quyết định chọn em Xperia 5 này chứ không phải là em Xperia 1. Tại vì như các bạn đã biết ấy, con Xperia 1 thì nó có màn hình 4K, nó đẹp hơn đúng không? Nó nét hơn đúng không? Nhưng không, đối với cá nhân mình thì mình thích một cái màn hình nó ở mức là đáp ứng tốt cái nhu cầu là được rồi, và mình cũng không cần phải hơn quá màn hình 4K hay độ phân giải cao hơn làm cái gì cả. Và với kích thước màn hình của em Xperia 5 này, nó là 6.1 inch và dùng cái tỷ lệ dài là 21:9 ấy, nên là có thể là thao tác được bằng một tay của mình rất thoải mái. Còn với em Xperia 1, nó là kích thước màn hình hình như là 6.5 inch hay là 6.6 inch gì đó đó, nên là nó sẽ hơi dài hơn và chúng ta dùng một tay cực kỳ khó khăn. Cũng như là với độ phân giải Full HD Plus thì đối với cá nhân mình là mình dùng là mình thấy rằng ổn áp với em Xperia 5 này rồi. Nói chung là màn hình, với màn hình 21:9 thì mình có được những trải nghiệm rất thú vị. Tuy nhiên thì vẫn có những cái lưu ý khi mà anh em mua điện thoại này. Cái lưu ý đầu tiên là chơi game bằng con này nó hack map vãi chưởng luôn anh em. Tại sao lại hack map? Tại vì bình thường anh em chơi màn hình 16:9 hoặc 18:9 hoặc 19:9 đúng không? Thì nó cái map nó cảm giác nó sẽ nhỏ hơn. Còn với em Xperia 5 này với màn hình tỷ lệ dài siêu dài 21:9 ấy, khi chúng ta chơi PUBG hoặc khi chúng ta chơi tựa game như là Liên Quân Mobile thì cái map của nó sẽ được mở rộng thêm hai bên một tí xíu nữa, nên là nếu anh em mà chơi những tựa game MOBA ấy, thì cảm giác nó sẽ lợi hơn một tí xíu và chúng ta cũng không cần phải đá map quá nhiều đó. Còn cái điểm bất lợi của nó là gì? Đó là cái màn hình 21:9 này nó quá dài và nó thật sự không tối ưu. Khi mà chúng ta xem những cái video nội dung ở trên TikTok hoặc là những nội dung ở trên YouTube ấy, đặc biệt là YouTube, còn TikTok thì không ảnh hưởng quá nhiều đâu. Những video ở trên YouTube thì mình thấy đại đa số đều là định dạng 16:9 hết, hoặc là nếu mà căng lắm ấy thì cũng là 18:9 hoặc là 18.5:9. Nên là khi mà chúng ta dùng trên cái sản phẩm này thì nó sẽ để lại hai cái viền đen ở trên và ở bên dưới, khá là khó chịu. Và thêm một cái nữa là không phải đại đa số những tựa game ứng dụng đều tối ưu hóa cho cái màn hình siêu dài này, nên là với một số tựa game ứng dụng thì nó vẫn có hai viền đen ở phía trên và phía dưới, thì mình thấy rằng là nó sẽ không thực sự là đẹp cho lắm, không thực sự thoải mái khi mà dùng. Còn nói về trải nghiệm sử dụng của mình khi mà mình dùng cái màn hình này thì mình thấy rằng là mình cũng không có chơi quá nhiều tựa game, mình cũng không có chơi quá nhiều ứng dụng, và mình thấy dùng em này thì cũng chấp nhận được. Đến với một cái điểm cộng thứ hai trong tầm giá khoảng tầm hơn 4 triệu mà mình thấy em này khá là thơm, đó là về phần cấu hình. Thì em Xperia 5 này nó sẽ được trang bị con chip là Snapdragon 855, và đây có vẻ như là một trong những con chip cực kỳ thần thánh luôn. Tại vì đại đa số những chiếc máy trong tầm này với con chip Snapdragon 855 thì chúng ta có thể cân được đại đa số những tựa game ở cái mức setting là cao nhất rồi. Ví dụ Liên Quân Mobile max setting 60fps này, hay là PUBG Mobile anh em cũng có thể bật được cái mức là HDR cộng với lại 60fps. Và trải nghiệm sử dụng của mình với con chip Snapdragon 855 trên con điện thoại
Sony Xperia 5 này thì mình thấy rằng là nó rất là mượt mà, gần như trong cái quá trình trải nghiệm của mình từ lúc mà mình đăng cái video mua tới bây giờ ấy, thì gần như chưa có bất cứ một cái gọi là trải nghiệm xấu nào cả. Tất cả những game ứng dụng, tất cả những app của nó đều sử dụng một cách ngon lành và gần như không có giật lag gì nhiều các bạn ạ. À, đương nhiên á, là với một con flagship hàng qua sử dụng và có tuổi đời dài như thế thì đôi lúc nó vẫn có tình trạng giật lag nhất định, nhưng mà mình thấy rằng là cái này nó còn mượt hơn gấp mấy lần so với những em điện thoại có cấu hình là con chip Snapdragon như kiểu là 480 hay là Snapdragon 680 hay là mấy con chip MediaTek trong cùng tầm, thì mình thấy rằng là em Snapdragon 855 này vã sấp mặt luôn. Và con này sẽ có 6GB RAM cũng như là bộ nhớ trong của nó sẽ là 128GB, nên là cũng rất là đủ để mình có thể là đa nhiệm này, để mình có thể là lưu trữ game ứng dụng này nọ. Tại vì căn bản á, là cái phần đa nhiệm của nhà Sony họ làm khá là tốt, và với 6GB RAM cùng với Android thuần, gần như là thuần đến từ nhà Sony là mình thấy là quá đủ rồi. À, sẵn tiện thì mình cũng xin chia sẻ luôn, thì với em Xperia 5 này thì nó có thể cập nhật được lên cái phiên bản cao nhất hiện tại là phiên bản Android 11 cho các bạn. Tuy nhiên thì vì là một chiếc máy hàng xách tay Nhật, một chiếc máy hàng qua sử dụng, nên là cái việc mà chúng ta update nó lên Android 11 thì nó sẽ hơi khó khăn hơn một xíu, là chúng ta phải fake IP sang Nhật mới update lên được. À, và với cái giao diện Android 10 thôi thì anh em cũng đã có cái phần là thao tác chạm vuốt rồi, nó không giống như là mấy con điện thoại khác của nhà Xperia như là Xperia XZ3, Xperia XZ2. Android 9 thì nó có 3 cái phím điều hướng thì mình thấy sẽ không được thích cho lắm. Rồi, về cái điểm khác ấy, đó chính là về phần camera. Thì camera của con Xperia 1 này nó có chất lượng chụp ảnh thực sự là không quá ấn tượng. Sony thì làm camera cảm biến máy ảnh thì rất là nổi tiếng rồi, nhưng cái camera trên những dòng điện thoại của nhà Sony thì mình không hiểu kiểu gì luôn các bạn ạ. Với những thế hệ Mark 2 hoặc Mark 3 thời gian ngắn trở lại đây thì mình chưa được trải nghiệm. Còn với em Xperia 5 Mark 1 này thì chất lượng chụp ảnh của nó không được như kỳ vọng của mình. Thì đây là một vài tấm ảnh mà mình đã chụp được từ em Xperia 5 này, các bạn có thể cùng mình xem nhé. Về chụp ảnh trong điều kiện đủ sáng với camera chính của nó thì mình thấy rằng là màu sắc của nó không được rực rỡ cho lắm, mà nó theo cái tông, nó là cái tông tự nhiên đó. Còn về cái chi tiết cũng như là chất lượng ảnh chụp thì mình đánh giá là cũng ở cái mức bình thường thôi, so sánh với những đối thủ trong cùng tầm ví dụ như là LG V50 hay là Sharp R3 các kiểu thì cũng chỉ có ngang ngang hàng thua chứ không thể nào mà hơn được đó. Đặc biệt con này cái là có camera tele 2x nên là khi mà chúng ta zoom ra thì nó sẽ nét hơn một tí xíu. Đặc biệt là cái camera góc rộng của con Xperia 5 này thì nó có một cái điểm cộng là nó không hề bị cong các bạn ạ. Mình cũng không biết là Sony họ xử lý phần mềm kiểu gì, nhưng mà với những tấm hình mà mình đã chụp được từ camera góc rộng của con Xperia 5 thì gần như cái tòa nhà này các bạn thấy này, nó thẳng tắp mặc dù cái góc của nó rất là rộng, và khi mà so sánh với điện thoại Samsung hoặc là mấy con máy mà có camera góc rộng 0.5, 0.6 ấy thì thực sự là mình chưa thấy con nào nó bẻ thẳng được cái hình ảnh tốt đến như vậy. Nói chung là camera của Xperia 5 thì nó chỉ ở cái mức là đủ dùng thôi. Có rất nhiều các bạn sẽ lăn tăn về cái vấn đề là với chiếc máy Xperia 5 này thì cái phần viên pin của nó sẽ như thế nào. Thì con này có viên pin khoảng tầm là 3150mAh nếu như mà mình nhớ không nhầm. Thì với viên pin của chiếc máy này thì nó đủ để phục vụ cái nhu cầu của chúng ta trong vòng một ngày. Và mình có test rồi thì em này có thể on stream được trong khoảng tầm là 4 đến 5 tiếng. Và nếu như các bạn tập trung vào yếu tố chơi game thì em này sẽ on stream và chơi game được liên tục khoảng tầm gần 4 tiếng các bạn ạ. Nói chung là ổn áp. Tuy nhiên thì bên cạnh đó chiếc máy này cũng có khá là nhiều điểm trừ. Ví dụ như là đây là một chiếc máy hàng Nhật, thế nên là nó sẽ có một vài cái bất cập. Ví dụ như là cập nhật phần mềm chúng ta cần phải fake IP qua bên Nhật này. Rồi có những cái bất cập khác, ví dụ như là mạng di động, khi mà chúng ta mua chiếc máy này về thì phải cài APN thì mới có thể là kích hoạt được cái mạng di động. Rồi là nó sẽ bị lỗi phông chữ ở cái tựa game là Liên Quân Mobile. Thì các bạn có thể thấy rằng là khi mà chúng ta chơi cái tựa game Liên Quân thì cái chữ của nó chữ to, chữ nhỏ, và nếu bạn nào mà muốn nó bình thường thì bắt buộc là phải đổi cái ngôn ngữ của cái tựa game Liên Quân này sang tiếng Anh. Nó chỉ bị mỗi Liên Quân thôi à, mình cũng không hiểu tại sao nó lại như vậy. Ok, và vì là một chiếc máy hàng qua sử dụng nên là với những tính năng ví dụ như là kháng nước ấy thì mình cũng khuyên các bạn là chúng ta không nên test. Mặc dù chiếc máy mình đang có trên tay ở đây thì vẫn còn nguyên app các kiểu, nhưng mà thực sự là với một chiếc máy mà 2-3 năm tuổi như thế thì mình cũng không dám để test cái chức năng này. Ngoài ra thì với em Xperia 5 này thì nó còn có những cái điểm cộng khác, ví dụ như là loa của em này nghe rất hay. Nếu như những bạn mà đang muốn có một chiếc điện thoại có khả năng nghe nhạc tốt, rồi kết nối tai nghe True Wireless với chất lượng kết nối tốt nhất này, thì em Xperia 5 này nó có một cái trải nghiệm cực kỳ là ngon. Ok, như vậy thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn những cái điểm cộng, điểm trừ của em Xperia 5. Thì tóm cái váy lại, với con Xperia 5 này trong tầm giá hơn 4 triệu ấy, thì các bạn sẽ có một chiếc máy có thiết kế độc đáo, màn hình tràn viền không tay thỏ không giọt nước. Nói chung là thiết kế của em này được đánh giá là đẹp. Và bên cạnh đó
đó thì chiếc máy này sẽ có một cái hiệu năng cực kỳ tốt với con chip được Snapdragon 855, không bị bóp hiệu năng giống như ai đó, và nó sẽ có hệ thống loa với khả năng nghe nhạc tốt này. Những tính năng ví dụ như là những cái thứ hay ho của nhà Xperia, những cái thứ hay ho của nhà Sony thì nó vẫn có ở trên cái sản phẩm Sony Xperia XZ5 này. Có chăng là cái điểm mà các bạn lấn cấn nhất ở con máy này, đó chính là về cái thời lượng pin, nó không thực sự là quá trâu, nhưng mà với viên pin này thì mình thấy nó cũng đủ đáp ứng rồi. Và cái thứ hai các bạn cần cân nhắc là đây là một chiếc máy Nhật, nhưng mà cái việc mà chúng ta fix lỗi của những chiếc máy Nhật thì cũng cực kỳ đơn giản thôi. Đối với cá nhân mình thì mình dùng mấy hôm nay mình cũng chẳng thấy có vấn đề gì, chỉ việc là cài APN hay là kết nối được mạng 4G các kiểu rồi. Đây là video mà mình chia sẻ về con Xperia 5 mà mình đã mua, nó có những điểm cộng điểm trừ như thế. Vậy thì các bạn nghĩ sao về em máy này, và với tầm giá khoảng tầm là hơn 4 củ, anh em có quất con Xperia 5 này không? Thì đừng quên comment và để lại ý kiến nhận xét ở dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Nhớ để lại một like và subscribe cho MA Channel nhé.